Xin chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người cách mà em phục hồi những cây lan yếu, những cây lan mà nhăn lá, vàng lá và nó đã thành công. Hiện tại tới bây giờ là thành công 100%. Thì cô chú anh chị có thể quan sát này, lá nó đã căng ra, nó đã rất là căng, nó không còn một chút xíu nào nhăn. Và rễ thì nó đã bắt đầu có rất là nhiều đầu rễ non. Đó, rễ nó đã bắt đầu phân nhánh. Cây này là cây mãn thiên hồng. Và khi mình chăm và chơi hoa thì em mua về em trồng thì em chơi hoa nó bị kiệt sức, thì nó bị nhăn lá và nói chung là nó không còn sức sống nữa, thì em đã phục hồi nó lại. Hiện tại bây giờ thì cây nó đã phát triển bình thường đó. Cô chú anh chị có thể thấy này, em tạo một cái khay nước rất là đơn giản. Cái khay nước này á, là nó nếu mà đầy nước như thế này thì nó chỉ cỡ 3 ml thôi, khoảng một hơn một đốt ngón tay của mình một xíu. Thì mình để cái chậu lan thì chậu lan của mình nó sẽ không bao giờ bị ngập cái củ, tức là cái củ này này cô chú anh chị, thì cây lan nó sẽ tạo cho một môi trường ẩm ở dưới thì nó sẽ ra rễ rất là nhanh và mình không cần phải cầu kỳ gì hết. Bây giờ em mời mọi người quan sát bên đây ạ. Cô chú anh chị có thể thấy rễ nó phân nhánh này. Đây là một cây lan mà em mua hàng rừng á, về em trồng thì nó bị nhăn lá. Hàng kg rừng á cô chú anh chị, nó nhăn lá và em làm như thế này thì nó ra rễ rất là hay luôn. Đó, những cái đầu rễ của nó, mặc dù có một chút xíu này rễ thì dĩ nhiên nó gặp nước nó không hợp thì nó cũng bị thui rễ, nhưng mà không sao hết, nó đã phân nhánh được 5 đầu rễ khác. 1 2 3 4 5 đó. Và ở trên đây á nó rất là hay, nó bám chắc hết vô thành chậu rồi. Đó, đây nó đang đi xuống theo chiều nước này, còn ở dưới ở trong chậu thì rất là nhiều đầu rễ luôn. Đó. Lá thì nó đã căng ra, nó đã có sức sống rồi. Nó rất là căng luôn á, và trên ngọn thì nó màu xanh rất là đẹp. Hàng này là hàng kg rừng. Còn bây giờ là em mời mọi người coi cái cây ngọc điểm của em. Dạ. Đây ạ, đây là một cây ngọc điểm. Nó bị mất sức rất là nhiều và em làm cách này. Cô chú anh chị có thể thấy rễ, đầu rễ đó. Rất là hay luôn. Bên đây nữa. Em mời mọi người xem nè, đó. Cây này là bữa trước em tính bỏ rồi đó cô chú anh chị. Tại vì là em thấy là nó bị yếu quá rồi, lá nó nhăn, nó rớt hết lá chân rồi. Bây giờ thì đã phục hồi lại. Trên đây nó có một chút đốm vàng và em đã cắt bỏ đi. Em sợ nó lây lan á. Vì cây này hoa màu hồng cánh sen rất là đẹp. Đợt vừa rồi nó ra tới 5 cành hoa cơ. Ra tới 5 cành hoa thì nó bị mất sức quá nhiều luôn và nó bị vàng lá chân. Đôi khi mình chơi lan, mình chăm sóc lan á, mình cũng ham quá, mình để nhiều hoa quá thì mình chăm không được á cô chú anh chị. Cho nên là nó bị hại, ảnh hưởng cây rất là nhiều luôn. Nhưng mà bây giờ em thấy lá đã rất là căng ra và rất là đẹp. Thì cách này rất là hay luôn. Em tưới phân cho chế độ của dàn thì em tưới cho nó luôn chứ không có gì riêng biệt hết. Và khi gặp cái trường hợp như thế này, cô chú anh chị cứ để như thế này đi. Khi nào rễ nó ra bám đẹp rồi á thì mình có thể treo lên dàn, còn không thì nó đã quen rồi. Nó đã quen với chế độ này rồi, mình cứ có để y vậy cũng được, không sao hết. Vì nó đã quen với chế độ này rồi. Và nếu mà làm cách này á, cô chú anh chị mà sợ nó có nước, nó có loang quăng á, mọi người có thể cho ít thuốc mũi y tế vào là nó không có loang quăng nha. Đó. Rất là đẹp, lá căng cứng lắm cô chú anh chị. Khi mình thấy những cái cây mà nó có những cái đầu rễ non như thế này nhiều này là nó hút được không khí, tạo độ ẩm tốt, cho nên là vì là ở dưới đây á là độ ẩm rất là tốt rồi. Và dàn lan của em đặc biệt là trên mái nhà nha cô chú anh chị. Em có hai dàn, một dàn ở dưới và một dàn thì ở trên mái nhà luôn á, trên mái nhà mái tôn luôn á. Cho nên là rất là nóng và em làm như thế này thì cây nó đã phục hồi hoàn toàn. Lúc trước là những cái lá này nó vàng hết, mọi người có thể thấy những cái cuống hoa rất là nhiều cuống hoa luôn á. Nó bị rớt mấy cái lá chân luôn, em tiếc lắm nhưng mà em đã phục hồi lại được. Đó. Em thấy cũng rất là thành công, như nên em chia sẻ với cô chú anh chị. Nếu mà video của em hay, hữu ích, có thể mang lại giá trị cuộc sống thì mọi người hãy cho em xin một like, một đăng ký kênh. Và khi làm cách này á, cô chú anh chị có thể bổ sung cho nó super kali nha. Ngoài chế độ kích rễ, em bây giờ mùa này em không có chăm sóc nhiều đâu. Một tháng em tưới phân có 2 lần thôi. Và em tưới 20 đều.
cộng với B1 vậy thôi. Vì mùa này mùa mưa mình nên chăm sóc 2-3 tháng mùa mưa, nhiều đầu mùa mưa ấy cô chú anh chị. Mình tưới ít lại để cho, tại vì là mưa bây giờ đầu mùa mưa nước mưa nó có rất là nhiều đạm. Mặc dù dàn lan của em, dàn lan trên này là em có che mưa nhưng mà mưa lớn nó vẫn hắt vào. Mà trong nước mưa thì nó có rất là nhiều đạm, với lại là độ ẩm trong không khí trong môi trường tăng cao đấy. Cho nên em sợ nó sẽ ảnh hưởng tới cái cây lan của em. Cho nên em chăm sóc đơn giản lắm. Mình chỉ tưới nước lạnh thôi. Và nước lạnh thì em bây giờ mùa này ở buổi chiều là em không tưới. Em chỉ tưới buổi sáng lúc 8-9 giờ thôi. Em chỉ tưới một lần thôi. Tưới nhiều em sợ là cây nó ẩm quá, buổi tối nó sẽ tạo ra môi trường nấm mốc á, nó không tốt cho cây lan. Và mọi người tưới super kali á thì mọi người chỉ cần pha một tỷ lệ là 1 gram cho 1 lít nước. Và cô chú anh chị có thể tưới, muốn cho cây của mình nó ít bị nhăn lá rớt lá thì mọi người có thể tưới định kỳ 1 tháng một lần để cho cây nó phát triển tốt, như vậy là được rồi đó. Biểu hiện của cây lan mà phát triển lại bình thường ổn định là mọi người có thể, cô chú anh chị có thể quan sát này, ở trong nó đã ra lá non ạ. Chỗ này thì nó không đó, nó đã ra lá non lá mới nhá, và lá thì nó căng lại rồi, rất là hay. Và chậu lan của em á, nó đã ra rong rêu rồi ạ. Đó, nó đã có rong rêu rồi. Bởi vậy cho nên là cách này rất là hay luôn á. Em thấy khi mình thực hiện cách này đơn giản này, và mọi người cũng, cô chú anh chị không nên, mình không nên nôn nóng quá mình chăm sóc lan á. Như hoa phong lan chờ đợi mà khi mình làm một, ví dụ mình tưới một loại phân nào đó, mình cũng không nên nôn nóng quá. Vì có một số bạn mới tập chơi lan, khi mà tưới một lần thì thấy cây nó chưa bén nhanh á, thì các bạn lại tưởng là phân đó mình tưới ít lều quá lại tăng lều thì không được. Mình cứ cho nó ăn ít thôi, nhưng mà ăn đủ thì cây nó phát triển tốt. Còn nếu mà quá lều thì cây nó sẽ bị ngộ độc phân ạ. Nó sẽ bị ngộ độc phân và nó giống như ức chế sinh trưởng á. Cho nên là nó lại phát triển chậm hơn. Bởi vậy cho nên là mình cứ chăm sóc bình thường thôi, mình không nên cầu kỳ quá. Chắc em xin dừng video ở đây thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng em.